ơi, mẹ đây. Mẹ hỏi rồi, nhưng bố mày cứng lắm, còn ki bo nữa ấy. Mẹ hỏi một câu á thì chỉ chiết mẹ đến 10 câu ấy. Được rồi, mẹ sẽ tìm cách lo cho con mà. Hả? Hỏi về con Khánh á? Thôi đừng, trừ cách ấy ra đi con. Thôi, mẹ ngại lắm. Thôi được rồi, rồi mẹ sẽ sang. Nhưng con đừng có suy nghĩ lo lắng quá, rồi mất ăn mất ngủ gầy gò ra đấy, mẹ xót lắm, biết chưa? Ừ, mẹ sẽ tìm cách đưa tiền cho con, thế là được chứ gì. Rồi, mẹ sẽ có cách. Mẹ ạ, mẹ gọi con có chuyện gì đấy ạ? Thì có chuyện mẹ mới gọi chứ. Cái hồi mẹ tổ chức cưới cho hai vợ chồng con ấy, mẹ có cho hai vợ chồng con một ít vàng, con còn giữ không? Hay là lại tiêu hết rồi? Chào con ạ. Mẹ hỏi có chuyện gì thế ạ? Làm gì có việc gì? Tất nhiên mẹ có chút công chuyện, không phải chuyện của hai vợ chồng con. Bây giờ hai vợ chồng con có thể cho mẹ mượn lại được không? Cái này mẹ để con sắp xếp con bàn với chồng con xong rồi con trả lời được không ạ? Có mỗi một cái việc còn con ý mà cũng kêu là về bàn với chồng con. Từ bao giờ mà chị lại quan tâm, chị lại tôn trọng chồng chị thế? Mẹ, tóm lại, chị có cho mẹ vay hay không, chị cứ nói một tiếng để mẹ còn biết, mẹ về mẹ thu xếp. Thế để thì con sắp xếp xong rồi con mang sang cho mẹ. Thế thì nhớ, mang sang nhà cho mẹ đấy nhá, càng sớm càng tốt. Đừng để mẹ sang nhà con mẹ lấy. 10 lần sang thì cả 11 lần ôm cục tức về nhà ấy, chả ra làm sao cả. Đức ơi. Ơi. Ở trong đấy à? Ờ. Ra đây nhiều cái. Để anh Tiến đem đi vệ sinh. Tóm lại, chị có cho mẹ vay hay không, chị cứ nói một tiếng để mẹ còn biết, mẹ về mẹ thu xếp. Ôi. Đức ơi. Ơi. Em bảo này. Tí nữa khoảng 8 giờ mà em không về, anh nhớ cầm cái số vàng em để trên giường mang sang cho mẹ anh nhá. Cái gì cơ? Mẹ của anh mượn lại số vàng hồi môn, anh đi mà mang sang ấy. Sao lại vàng viết gì? Ai mà biết. Phải có lý do chứ. Mẹ anh chứ phải mẹ em đâu mà nói. Mẹ em lại bảo có phải việc của chị đâu mà chị hỏi. Em hỏi thêm thì có mà bị mắng à? Sao chuyện này mà thương nhỉ? Mẹ kiểu gì tiền ấy nhỉ? Vợ con bảo mang sang cho mẹ. Thế còn Khánh đâu? Sao nó không tự mang sang mà bắt chồng vừa mới ốm dậy phải đi đi lại lại thế? Hôm nay bên nhà ngoại có tí việc cho nên vợ còn sang đến tí. Ô, thế có thế này thôi à? Hay là con Khánh nó mang hết sang bên ngoại rồi? Thế mẹ cho bao nhiêu mẹ không nhớ à? Mẹ cho có thế này thôi. Hôm vừa rồi bà thương mà cần tiền cái gì ý, thế là con phải bán 5 chỉ của bà ngoại sang cho. Đấy. Thế suốt từ hồi cưới nhau đến giờ không tích lũy thêm được chỉ nào? Của hồi môn thì giữ chứ, giờ ai nữa đi tích góp vàng. Nghĩ lại thì bọn con vay ngân hàng đống như thế, mua thế làm sao được. Mà con hỏi thật nhá. Nhà mình làm cái gì mà cần tiền ấy? Không. Thế mà con thấy mẹ với cả bà Thương cứ vay tiền loãi cả lên. Thế bố biết không? Không không, bố không biết đâu. Con đừng có nói cho ông biết.
Ông mà biết ông lại làm ầm lên. Mà có việc gì mẹ nói con nghe xem nào. Mẹ vay hộ thôi, là cái thương nó cần. Bà ấy làm cái gì mà cần nhiều tiền thế nhở? Nó vay loạn hết cả lên ấy. Nó đầu tư cái gì ấy, nó bảo vay bao nhiêu cũng được. Mà này, nó giấu thằng Khoa chồng nó đấy. Con phải giữ mồm giữ miệng nhá, đừng có nói gì, kẻo thằng Khoa chồng nó mà biết lại khổ chị mày. Ôi trời, tôi chết rồi. Hai mẹ con bà thì thụt cái gì đấy? Không, có cái gì đâu. Ông tìm gì thế? Mẹ mỏi lưng con đấm ra. Bà có thấy cái bàn chải đánh răng của tôi đâu không nhỉ? Thì ở trong nhà tắm ý. Ở trong đấy thì tôi hỏi bà làm cái gì? Thì ông lấy cái mới ra. Gồm mới tòe có một nửa, vứt phí. Giải thích cả mình.